Chào các bạn, đây là chiếc CV2, là một trong những chiếc máy mà bán ế nhất từ trước cái này của bên mình nhá. Có mình nói thật với các bạn là mình thanh lý lần này là lần thứ hai. Lần trước thì mình thanh lý một lần giá 6 triệu 7 thì phải. Máy này thì là bản 8256, máy mới không hộp các bạn nhá. Thì mình sẽ xem cho các bạn xem. Đó, thì là bây giờ mình sẽ bán thanh lý mức giá chỉ là 6 triệu rưỡi một chiếc thôi. Giá 6 triệu rưỡi là giá vốn rồi. Đó là kịch sàn rồi, là giá 6 triệu rưỡi, nhưng mà bên mình vẫn tặng sạc, cũng như là bên mình chấp nhận lỗ là mình sẽ tặng một các bạn một bộ sạc 33W nhá. Thì bây giờ các bạn vào đây mình cho xem nha. Đây các bạn này, đây là một trong những chiếc máy màn hình cong rẻ nhất của Xiaomi. Tên phiên bản quốc tế của nó là Xiaomi 13 Lite ấy, còn phiên bản mà tại thị trường nội địa Trung Quốc gọi là CV2. Các bạn có thể nhìn thấy nhá. Thì chiếc máy này ấy là hiện tại đang sở hữu chip Snapdragon 7 Gen 1. Đó, sở hữu chip Snapdragon 7 Gen 1 này. RAM nó là 8 GB, bộ trong của bên mình sản phẩm này mình đang thanh lý là sản phẩm bộ trong là 256 GB nhá, chứ không phải bộ trong 128 đâu. Máy mới bây giờ mức giá thì biết, máy mới full box lên siêu ấy thì hiện tại bây giờ nó rơi khoảng hơn 8 triệu một chút. Còn máy mà bên mình hiện nhập về để mình bán với cái mức là máy mới mà không có hộp ấy thì trước là bên mình bán là 7 triệu rưỡi, mà bây giờ bên mình thanh lý chỉ là 6 triệu rưỡi thôi các bạn nhé. 6 triệu rưỡi bên mình vẫn tặng cho các bạn một bộ sạc 33W ấy. Đấy, tặng chấp nhận lỗ bộ sạc đó, nhưng chỉ là 33W thôi, bởi vì bộ sạc 67W thì mình không thể tặng được. Các bạn có thể nhìn thấy là chân sạc của nó còn như chưa cắm này. Đó, nó là một trong những chiếc máy mới mà bên mình bán ế nhất từ trước này, thì bên mình thanh lý là này lần thứ hai để cho các bạn 6 triệu rưỡi nhá, mà chỉ còn có mấy chiếc thôi. Các bạn nhanh tay, bạn mua sản phẩm này thì các bạn comment số điện thoại dưới video, hoặc là các bạn có thể vào site sm.vn để đặt hàng. Giá vẫn là giá cũ, nhưng mà các bạn đặt hàng bên mình vẫn để 6 triệu rưỡi nhá, hoặc là các bạn đến trực tiếp địa chỉ bên mình tại 170 Lạch Tránh nhá.